Chào mừng các bạn học sinh khối lớp 1 đến với bài học môn giáo dục thể chất tuần thứ 7. Thầy là thầy Dũng, đến từ trường tiểu học Hồ Thị Kỷ, quận 10. Ở bài học trước, chúng ta đã được học 4 động tác đầu của tư thế của đầu và cổ. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục học 2 động tác còn lại của bài học này nhé. Nào, các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng ra sân khởi động thôi. Xoay cổ, đổi chiều, xoay cánh tay, đổi chiều, xoay vai, đổi chiều, xoay khuỷu tay, đổi chiều, xoay hông, đổi chiều, xoay đầu gối, đổi chiều, xoay cổ tay, cổ chân, đổi chân, hai tay vươn cao nhón gót chân, hai tay chống hông ngả người ra sau, hai tay chạm đầu gối, hai tay chạm mũi chân, tay này chạm mũi chân kia, gập duỗi, thôi kết thúc phần khởi động. Mời các bạn cùng xem bài học mới. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học 2 động tác cuối của tư thế cơ bản của đầu và cổ, đó là động tác quay đầu sang trái và động tác quay đầu sang phải. Ở động tác quay đầu sang trái có 2 nhịp. Nhịp 1, chúng ta đứng ở tư thế chuẩn bị, hai tay chống hông, chân rộng bằng vai. Nhịp 2, chúng ta quay đầu sang trái. Tương tự như vậy, chúng ta thực hiện động tác quay đầu sang phải. Đây là tay phải của thầy và là bên trái của các con. Chúng ta sẽ thực hiện bên trái trước. 1, 2, thôi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện bên phải của các con. 1, 2, thôi. Chúng ta cùng thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, thôi. 1, 2, thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng ôn lại 6 động tác của tư thế này nhé. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 1, 2,
2 3 4 1 2 3 4 Thôi, chúng ta cùng thực hiện lại lần thứ hai. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Thôi, thầy mời các bạn đến phần trò chơi học tập. Chúng ta cùng chơi một trò chơi. Hãy đố các con hình nào thể hiện đúng tư thế quay đầu sang phải. Các con biết không? À, đó là hình số 2. Vận dụng các con tập luyện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ sau giờ học, cũng như khởi động trước khi vận động thể thao. Tiếp theo, thầy đố các con bài thể dục phát triển chung các con đã học có mấy động tác? Ừ, đúng rồi, có 7 động tác. Thứ nhất là động tác vươn thở, thứ hai là động tác tay, thứ ba là động tác chân, thứ tư là động tác vặn mình, thứ năm là động tác bụng, thứ sáu là động tác phối hợp và thứ bảy là động tác điều hòa. Một câu hỏi cuối cùng, tư thế vận động cơ bản của cổ và đầu có mấy động tác? Đúng rồi, có 6 động tác. Sáu động tác đó là: thứ nhất, cúi đầu; thứ hai, ngửa đầu; thứ ba, nghiêng đầu sang trái; thứ tư, nghiêng đầu sang phải; và hai động tác chúng ta mới học, quay đầu sang trái và quay đầu sang phải. Đúng không các con? Bài học đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ tập luyện thường xuyên và vận dụng các tư thế này nhé. Thầy Dũng thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nhé.